Chào đại gia đình nha. Hôm nay mình sẽ review một khu biệt thự Đại Phú Gia nha. Đây, khuôn viên của khu biệt thự này. Đây, vừa rất là sai luôn nha anh chị. Đó, vừa sim này. Sim là chất ngọt lắm á. Sai mà không được hái nha. Đây, có bộ bàn ghế rất là đẹp luôn này, bàn ghế hoa giấy này, ve bông rất là sai. Bàn ghế này thì khoảng mấy chục triệu nha, trên 20 triệu. Và đây là cái tượng Thiên Chúa giáo này, đỡ một chiếc thuyền rất là to và dài nha. Rồi vào cửa miễn phí nha, tham quan chụp ảnh trung tâm mua sắm kho báu quy nhơn này. Đấy. Tiệm này rất là cao, còn 30 mét à. Hỏi thưa chị ra miễn phí là như và bữa bữa nào vào như vậy. Chụp hình lên rồi, mới chào cô chú chị đến với con mình ở đây. Đây. Con buổi sáng hôm nay thì là mình ngày là con buổi sáng xong đang làm việc ở trong cái Đây, khu là khu dành cho người giàu triệu đô nha anh chị. Đó là khu ở của giới thượng lưu nha. Đây. Đây, một cái khu biệt thự rất là hoành tráng nha. Đấy, mình sẽ review một ngôi biệt thự này. Đấy. Ủa đây là có hai ngôi nhà sát bên luôn nha anh chị, rất là đẹp luôn. Đây, phía trước là giáp sông nha, sông này cũng làm hoàn thiện hết rồi, chút nghĩa quay qua sông. Đó. Biệt thự đây là rộng khoảng mấy trăm mét vuông anh chị. Khu bên kia là sông đó. Đây là khu khá là rộng luôn. Trong kia là cái bến du thuyền hả? Và mình sẽ quay bến du thuyền luôn. Đi lên 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 trên cái bến du thuyền thử. Đó, có hai con rồng. Đây. Rồng chạm trổ rất là điêu luyện nha. Rồng khá là kỹ thuật
cao mới làm cái con rồng này rất là đẹp. Đấy. Làm như thiệt luôn rồi. Mông Quốc này. Đây là giờ đang nước lớn này anh chị, nước rất là trong nha. Bên kia là mấy cái đầm đìa rồi nuôi tôm nha anh chị, rất là đẹp luôn. Đó. Khu này quy hoạch để làm đô thị luôn nha anh chị. Đấy. Rất là rộng. Đấy. Phía trong là những ngôi biệt thự rất là rộng và hoành tráng nha. Trong đây thì chủ yếu là xây theo phong cách cổ điển, biệt thự cổ điển nha. Chủ yếu là biệt thự. Trong đây là vỉa hè lát đá granite hết nha. Đây anh chị. Đây, một khu nhà biệt thự rất là to và hoành tráng luôn. Nhà này thì khoảng mấy chục tỷ, hai ba chục tỷ không nha. Đó, ngôi nhà kia cũng đang xây nha anh chị. Đó, đang xây dựng cũng biệt thự luôn, tầng cổ điển. Phía trước mặt trước là trồng dừa rất là sai nha. Đây, khu đây. Nhà thì đây có người ở hết rồi anh chị. Sẽ quay cận cảnh. Nhà này thì trồng cảnh rất là nhiều. Coi ăn trái trồng xung quanh nhà luôn. Vú sữa, gan, lưỡi, khế, bạch lanh. Hôm nay đường quy hoạch đồ, lát đá đồ bài bản nha. Đây. Ở Bình Định thì đá granite thì rất là nhiều. Đá làm theo kiểu có G. Đường đá này. Hay làm này. Cái tháp trang trí nè, rất là đẹp nha. Làm kiểu trang trí phím đàn này anh chị, rất là kỳ công nha. Đó. Ở cái kia là tòa nhà nãy đỡ cái Chúa Giêsu, để đỡ cái thuyền anh chị. Biệt thự này rất là rộng luôn, đang hoàn thiện nha. Đây, các anh công nhân đang hoàn thiện rất là. Đây. Nhà này thì có hầm để xi nha anh chị, rất là tuyệt. Khu này thì gần biển rất là mát, trưa chiều gì tối gì cũng có gió hết. Và dưới cũng rất là to. Đây này anh chị. Đây. Khu biệt thự này có hai mặt tiền nha. Đấy. Phào chỉ đồ rất là đẹp luôn. Máy thì máy dạng máy cổ điển anh chị. Công
ty trách nhiệm xây dựng tổng hợp Minh Quang, chuyên xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, biệt thự. Anh chị nào xa nhà thì liên hệ với công ty này nha. Đây là đường, hai làn đường này. Đây nè anh chị. Đấy, xung quanh nhà là trồng bằng lăng, cả chục cây bằng lăng, rất đẹp, đẳng cấp nha. Đây là tỷ đô luôn, không phải triệu nữa nha. Hồi giờ trong đời mình chưa thấy biệt thự nào như đây. Đây, đường rất là rộng nha. Còn có những căn biệt thự to hơn nữa mà bỏ hoang nè. Mấy căn này kia thì xài lên để bán mà chưa ai mua đó. Còn xài để dàn dở nè. Có mấy cái nhà xài để bán nha. Chủ yếu là bằng lăng với lộc vừng nha, rất là nhiều. Đây. Còn đất trống cũng rất là nhiều nha anh chị. Anh chị nào đầu tư thì vô đây đầu tư rất là có lời nha. Đấy. Đây là biệt thự Tân Cổ Điển, nội thất châu Âu nha. Đấy. Đây là để phối cảnh này, phối cảnh căn biệt thự này. Đấy anh chị. Đây, bằng lăng này, bằng lăng coi cao khoảng gần 10 mét không nha anh chị, cao rất là cao, nguyên dãy là bằng lăng. Đấy, nội thất này. Đây là cảnh quan bên ngoài này, kiến trúc có hòn non bộ bên trong. Đấy, đây là phối cảnh bên ngoài này, rất là đẹp luôn. Rồi có những cây mai chiếu thủy ra bông rất là sai luôn. Đây, dày luôn anh chị. Cây này rất là già. Rồi mình quay một lần nữa để mọi người thấy nha. Bảo trì rất là điêu luyện luôn. Mọi người nhớ xem video, nhớ đăng ký kênh Không Channel nha, để mình có những video hay tiếp theo để gửi đến khán giả trên kênh. Đấy, mọi người có tham quan thì ra khu đô thị Đại Phú Gia, nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp và đường quốc lộ 19 mới, từ quốc lộ 1A đi xuống nha. Đấy. Nguyên rất là đẹp luôn. Khu này thì vô tham quan miễn phí nè. Rồi, có những cây hoa giới rất là cao, khoảng 3 mét nha. Ngồi đây, trời rất là mát. Đấy,
giờ mình quay một lượt để cho mọi người thấy tổng quan khu biệt thự này. Đấy, biệt thự này màu chủ đạo là màu trắng nha, màu trắng với màu kem. Rồi, gia chủ thì ưa màu trắng và cờ xanh. Cờ xanh xung quanh nhà là chủ yếu bằng lăng, lộc vừng và cây ăn quả, rất là đẳng cấp luôn. Mọi người tham quan trong khu này thì đóng phim là rất là ok nha. Các đoàn phim mà về đây đóng phim thì thuê mấy nhà đây đóng rất là ok. Ở đây gần sông, gần biển, rất là mát. Ở trong đây khu khuôn viên cây xanh rất là nhiều. Mọi người nhớ theo dõi kênh và ủng hộ nha. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Chào và hẹn gặp lại nha.